Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, sáng nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình tổ chức phiên chợ nhân đạo Xuân Quý Mão 2023 tại xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Tại phiên chợ nhân đạo Xuân Quý Mão 2023, 300 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Hòa Hiệp được tham gia mua sắm Tết. Thông qua hình thức phiếu mua hàng tự chọn miễn phí, mỗi hộ được chọn mua 10 món hàng trị giá 350.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm, bánh mứt Tết. Với tổng kinh phí thực hiện phiên chợ trên 100 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình. Phiên chợ nhằm san sẻ chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đón một cái Tết ấm no hạnh phúc. Đây là hoạt động tiêu biểu trong phong trào Tết nhân ái do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp người nghèo có thêm điều kiện đón Tết.